thực hiện chương trình hỗ trợ cho các giáo viên miền núi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công ty đầu tư xây dựng và phát triển Thân An, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đến nay, sau 3 tháng thi công, khu nhà công vụ đã hoàn thành, tọa lạc trên khu đất rộng gần 1.000 m2 với 20 phòng xây kiên cố, diện tích mỗi phòng khoảng 32 m2, mái lợp tôn, trần đóng la phông, nền lát gạch hoa, có đường đi và sân chơi cho các cháu, con em giáo viên. Bên cạnh đó, để giúp đỡ các gia đình có tiện nghi sinh hoạt, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song đã tặng thêm 20 bộ bàn ghế, Liên đoàn Lao động huyện tặng 40 cái giường, trích từ quỹ máy ấm công đoàn. Công ty cổ phần Hà Nam, thành phố Buôn Ma Thuột tặng 20 cái tivi với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, vấn đề chăm lo đời sống cho giáo viên được quan tâm rất nhiều, đặc biệt đối với những vùng khó khăn, vùng 135 xây nhà công vụ là một trong những tin vui và được chờ đón nhất của thầy, cô giáo ở các huyện miền núi như Đắk Song. Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Đắk Song, ngoài các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học, thì còn có 2 trường dân tộc nội trú cũng làm nhà công vụ cho giáo viên. Cùng với chủ trương xã hội hóa xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, huyện cũng đã chọn 50 đối tượng ở các vùng sâu, vùng xa gửi đi đào tạo giáo viên mầm non tại các trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng một năm. Sau này, ra trường đáp ứng cho chương trình giáo dục mầm non tại các bản, làng, vùng sâu của huyện.